Vào đầu thế kỷ 20, Argentina là quốc gia phát triển hàng đầu Nam Mỹ và được rất nhiều nhà quan sát kỳ vọng là cường quốc tương lai của khu vực và thế giới. Vậy mà hơn 100 năm sau, quốc gia này lại được biết đến là một quốc gia đang phát triển và thường xuyên chìm vào các cuộc đảo chính, tham nhũng và bất ổn chính trị. Và người ta chủ yếu nhớ tới nước này qua các siêu sao bóng đá. Vậy chuyện gì đã xảy ra với đất nước này, biến nó từ một nước thuộc thế giới thứ nhất thành nước thuộc thế giới thứ ba? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết Argentina, câu chuyện về một quốc gia hóa nghèo thành công của tác giả Văn Minh Phương Tây được đăng tải trên website Spiderum nha. Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spiderum và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spiderum chuyển thể những bài viết này thành video trên kênh YouTube của nhà nhện? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay? Tiền ở đâu, đầu ở đó. Group mới toanh từ Spiderum, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Hiện tại Spiderum đang dành đến cho tất cả các thành viên của nhóm một món quà vô cùng đặc biệt, nhằm đem đến những kiến thức cơ bản nhất để bạn có thể tự tin bắt đầu hành trình đầu tư của mình. Tham gia ngay group Tiền ở đâu, đầu ở đó và nhận về khóa học đầu tư cơ bản bằng đường link dưới phần mô tả các bạn nhé. Vào thập niên 1880, sau nhiều năm chìm trong nội chiến và chiến tranh với các quốc gia láng giềng như Brazil và Paraguay, Argentina bắt đầu một giai đoạn ổn định và phát triển liên tục, lâu dài nhất trong lịch sử của cả đất nước. Phát minh về hệ thống làm lạnh trong thời kỳ này đã giúp cho mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này là thịt bò được xuất đi khắp thế giới. Bên cạnh đó, nông dân nước này cũng được hưởng lợi từ hệ thống đường sắt và đường biển cho việc buôn bán lúa mì, ngô, len và da. Tình hình chính trị ổn định cũng dẫn tới sự mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài, chủ yếu tới từ Anh và Pháp. Những con số và câu chuyện minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của Argentina thời điểm này có thể kể ra như sau. GDP của nước này tăng 7,5 lần trong vòng 25 năm, từ năm 1880 cho tới 1905. Tốc độ tăng trung bình 8% một năm, cao nhất thế giới đương thời. Thu nhập đầu người của Argentina vào đầu thế kỷ 20 gần bằng thu nhập đầu người của Mỹ, bằng 92% của trung bình 16 nước phát triển nhất đương thời. Nhờ sự giàu có lúc đó mà Argentina chi tiền rất mạnh tay cho quân đội. Đến hết Thế chiến thứ nhất, Argentina cùng với Brazil và Chile là ba quốc gia Nam Mỹ vận hành thiết giáp hạm kiểu Dreadnought. Đây là kiểu chiến hạm được coi như loại tàu của các cường quốc như là Anh, Pháp, Mỹ hay Nhật. Nước này trở thành điểm đến của người di cư từ nhiều nước như châu Âu, Đức và Ý. Tuy giàu có như vậy, thế nhưng giới lãnh đạo của Argentina đã không tận dụng thời điểm này để đầu tư vào các ngành công nghiệp của đất nước, nâng cao trình độ giáo dục. Phần lớn dân cư đến năm 1940 chỉ tốt nghiệp tiểu học chứ không học tới bậc trung học, hay bài trừ tham nhũng và bất bình đẳng giàu nghèo. Chính những vấn đề này sẽ khiến cho Argentina trong vòng 100 năm sau luôn rơi vào vòng luẩn quẩn về kinh tế. Sự suy tàn kinh tế. Thời kỳ hoàng kim về kinh tế của Argentina đột ngột kết thúc khi Thế chiến thứ nhất nổ ra năm 1914. Hệ thống thương mại bị gián đoạn, cộng thêm với việc các nhà đầu tư cũ như Anh, Pháp rơi vào cảnh nợ nần nên đã khiến cho Argentina mất động lực phát triển. Đến năm 1920, mọi thứ càng ngày càng trở nên rõ ràng là giai đoạn vàng về kinh tế của nước này đã đi qua. Giữa lúc đó, người Anh đưa ra đề xuất với chính phủ Argentina như sau. Để đổi lấy hỗ trợ tài chính, các doanh nghiệp Anh sẽ nắm độc quyền ngành chăn nuôi, tức ngành sản xuất chính của đất nước này. Không còn lựa chọn nào khác, Argentina đành phải để cho ngành kinh tế chính của đất nước phụ thuộc vào bạn hành chính của họ. Chính điều này cuối cùng gây hại cho Argentina khi đại khủng hoảng bùng nổ năm 1929. Lúc ấy, nước Anh vốn là thành trì thương mại tự do, quyết định dựng bức tường bảo hộ bao quanh đế chế vào năm 1932. Kết quả là Argentina mất tới 1/4 GDP chỉ trong vòng vài năm. Tiếp theo là thời kỳ Thế chiến 2, khi mà hệ thống thương mại toàn cầu còn bị đảo lộn nghiêm trọng hơn Thế chiến nhất. Dân Argentina giai đoạn này thậm chí còn buộc phải đốt phần dư thừa của vụ mùa ngô làm nhiên liệu do không có ai mua. Tuy vậy, nước này vẫn duy trì được thặng dư thương mại tương đối lớn, khoảng 1,6 tỷ USD thời đó. Một phần vì lý do này, người Argentina liền bỏ thương mại tự do mà chuyển sang phát triển công nghiệp thay thế nhập khẩu. Giai đoạn sau Thế chiến 2 chứng kiến sự nổi lên của độc tài Juan Perón. Ông ta đã chứa chấp nhiều tên tội phạm thời Thế chiến 2 từ Đức Quốc xã. Đây cũng là lý do khiến cho nước này trở nên tai tiếng cho tới tận bây giờ. Juan Perón cũng nổi tiếng với việc quốc hữu hóa hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài, tiến hành công nghiệp hóa đất nước và hạn chế nhập khẩu bằng thuế quan, đi ngược với xu hướng toàn cầu hóa đương thời. Trong vài năm đầu, Argentina chứng kiến tăng trưởng kinh tế khá cho đến năm 1948 khi GDP không hề tăng trưởng trong vòng 4 năm liên tiếp. Khi đó, lạm phát lại tăng phi mã,
ở mức trung bình là 26% trong khoảng thời gian từ năm 1944 cho đến 1974. Hệ quả là tới năm 1955, Perón bị lật đổ và Argentina được cai trị bởi quân đội. Tuy nhiên, hóa ra sự cai trị của quân đội cũng không khá hơn là mấy. Các chương trình xã hội dưới chế độ cũ tuy tốn kém nhưng rất được lòng dân nên họ không hề bãi bỏ. Và họ cần duy trì một ngân sách quốc phòng lớn nhằm bảo vệ quyền lực và sức mạnh. Việc này khiến Argentina rơi vào vòng xoáy bất ổn và khủng hoảng. Rồi kể cả khi Perón được đưa trở lại nắm quyền năm 1973, rồi đến vợ ông ta là Eva Perón, rồi khi chồng qua đời năm 1974 cũng không thể giải quyết được tình hình. Tới năm 1976, tình hình Argentina trở nên căng thẳng và quân đội nước này dưới quyền Leopoldo Galtieri lại tiến hành đảo chính và nắm quyền. Tuy vậy, họ cũng không thể giải quyết tình hình rên rối về kinh tế. Lạm phát lúc này lên tới 130% một năm, GDP giảm 5%, còn công ty dầu khí quốc gia chịu thiệt hại tới 6 tỷ USD. Để đánh lạc hướng dư luận, Galtieri quyết định tấn công người Anh ở Falkland và kết cục thì như mọi người đã biết là một thất bại thảm hại. Hệ quả là chính quyền quân sự nhanh chóng sụp đổ vào năm 1982 và được thay thế bởi chính phủ dân chủ. Tuy nhiên, những rắc rối về kinh tế của Argentina vẫn không kết thúc. Siêu lạm phát hành hoành quốc gia này vào cuối thập niên 1980, trung bình cả thập niên lên tới 750,4% một năm, tiếp theo đó là một giai đoạn phát triển chậm chạp trước khi nước này tuyên bố vỡ nợ vào năm 2002. Sau đó, quốc gia này phải trải qua một giai đoạn phát triển nóng cho tới khi khủng hoảng kinh tế năm 2008 ập tới và quốc gia này rơi vào vỡ nợ lần nữa vào năm 2014. Tới ngày 22 tháng 5 năm 2021, quốc gia này lại lần nữa vỡ nợ và đây là lần vỡ nợ thứ 9 trong lịch sử. Hệ quả. Trong vòng hơn 100 năm, từ một cường quốc tương lai, Argentina đã trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình khá, chỉ gần 10.000 USD một người, đứng dưới Trung Quốc hay Malaysia. Đây là kết cục buồn cho một quốc gia từng sánh ngang hàng với Anh, Mỹ, Úc về thu nhập đầu người. Chính vì thế, nhà kinh tế Simon Kuznets từng đạt giải Nobel về kinh tế đã có câu: thế giới có 4 nhóm quốc gia phát triển, đang phát triển, Nhật Bản và Argentina. Cùng với đó, triển vọng kinh tế hiện tại của nước này vẫn chưa khá hơn là bao khi tham nhũng vẫn đang là quốc nạn, khi mà cựu tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner vẫn đang phải ra hầu tòa do cáo buộc tham ô. Đồng thời, dịch Covid-19 cũng tác động mạnh tới nước này, khi nước này dự báo sẽ có mức tăng trưởng GDP thấp nhất trong các quốc gia được khảo sát bởi Wall Street Journal đến năm 2021. Vậy, tương lai nào sẽ chờ đón Argentina? Có lẽ chúng ta vẫn sẽ phải chờ. Và đó là toàn bộ nội dung của video này. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy bấm nút like, subscribe và bấm nút share cho kênh Spider Room. Và cũng đừng quên nút chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace.